Chào các bạn, hôm nay chúng ta có một cái video rất là đặc biệt ha. Thì mình có mời bạn Tài Sao Tech, trước đây gọi là Tài Phèn, nhưng mà tại sao em đổi tên? Thì đợt trước thì nó chủ yếu nha là chào các bạn luôn, quên mình phải chào các bạn trước. Thì cơ bản á, là hồi trước á, thì mình để cái nghệ danh là Tài Phèn, nhưng mà mình thấy là đi ra ngoài nó hơi kỳ kỳ. Nó hơi phèn đúng không? Đúng rồi, tức là đối tác cũ thì không sao, nhưng mà đối tác mới á, thì cảm giác là nó hơi không có được uy tín lắm. Tức là cũng có mấy bạn nhắn tin cho em, tức là mấy bạn nó nhắn tin rất là dài nha, có mấy bạn mà comment, tức là nhắn tin riêng á, nói là mình thật sự nghĩ là bạn nên đổi tên kênh kiểu kiểu gì đó. Thì thật ra là cái này nó cũng là một cái ấp ủ rồi, nhưng mà mình chưa có thời gian để làm, với lại cũng chưa biết là thời điểm nào sẽ làm. Nhưng mà sau cái đợt này thì các bạn thấy là cái kênh của mình nó xây lại một cái khung nội dung á, nó rất là rõ ràng đúng không? Tức là làm về công nghệ và những cái thứ xoay quanh vân vân ấy, thì mình cũng muốn định hình lại cho nó rõ ràng. Thế là cái chữ Tài Sai Tech là một cái nó dễ để hiểu nhất, là cái kênh này nó sẽ làm về cái gì. Ok, và hợp lý. Đúng kiểu là xài á, tức là em muốn là như kiểu anh em mình á, nó không phải là đúng rồi, mình xài thì mình mới làm video đúng được. Mình là một tech user chứ em không có muốn mang cái ý nghĩa là một cái người rất là hardcore về kỹ thuật vân vân á. Ok, nó sẽ không có đúng với bản chất, cho nên là cái chữ xài là cái chữ em thấy là tâm đắc cho nên là giữ luôn. Rồi hợp lý. Rồi, thì nãy giờ quên chưa giới thiệu mục đích chính của cái video này là tụi mình muốn chia sẻ với các bạn những cái góc nhìn của tụi mình về AI PC. Đây là một cái từ ha, mà trước đây là Intel nói, sau đó là tới AMD, bây giờ Apple cũng nói luôn. À, gần đây có Microsoft. Microsoft thì nói từ đầu rồi thì không chấp rồi. Microsoft, Intel lại đi chung với nhau rồi, một bộ rồi. Cách đây lúc mà họ ra mắt cái con MacBook M3 này nè, thì ở trong cái thông cáo báo chí á, họ cũng có ghi nha, đã khá là best AI PC gì đấy. Tức là bây giờ Apple cũng phải nhảy lên con thuyền đó, không có cách nào khác hết. Thì ở trong cái video này bọn mình muốn trao đổi và làm rõ một số thông tin để các bạn hiểu hơn được là AI PC thật ra nó là cái gì, nó giúp gì được chúng ta, và có phải AI PC là cứ phải xài NPU, tức là cái bộ xử lý trí tuệ nhân tạo hay không. Rồi bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu cái video này. Thật ra nó sẽ ở dạng một số cái câu hỏi Tài sẽ hỏi và mình sẽ trả lời. Khi mình sẽ trả lời, mình sẽ hỏi ngược lại Tài nữa. Rồi vậy ha, bây giờ bắt đầu luôn. Video này thì nó sẽ hơi dài một chút, tại vì nhiều khi mình muốn làm dạng podcast đó, cho nên là các bạn nhớ theo dõi tới hết. Tiếp đến cái video á, thì mình sẽ đặt cái câu hỏi đầu tiên cho anh Luân. Tại vì thật ra thì nói về các ứng dụng AI á, thì cá nhân mình cũng không có quá rành, mình cũng mới tập tành sử dụng gần đây thôi. Bên cái kênh của mình cũng có một số những cái video như thế, nhưng mà nhìn chung á, thì anh Luân đã xài từ rất lâu. Anh xài mấy cái vụ AI hoặc là liên quan tới training model á, từ khi nào? Anh xài từ 2017 là anh bắt đầu train cái model đầu tiên của anh. Mục đích là gì? Mục đích là lúc đó nó là phân loại đơn hàng, và mình dự đoán coi là cái đơn hàng nào là đơn hàng có khả năng bị bom hàng. Đó, okay. Thì đó là cái một những cái bài toán đầu tiên mà anh giải bằng AI. Ủa anh, thường á là cái việc mà train model em đang hiểu nó giống như kiểu là mình tạo ra một cái con người đúng không? Anh sẽ nói nó giống như là em tạo ra một cái cỗ máy hơn là con người. Nhưng mà cái máy đó thì nó có khả năng suy nghĩ theo cách mà con người nghĩ. Theo cách thôi nha, chứ không thể nào nó suy nghĩ bằng con người được hết. Thì em cứ tưởng tượng những cái model AI á, về cơ bản á, em cứ hình dung nó giống như những cái file vậy đó. Rồi mình gọi mấy cái file đó ra mình xài thôi. Đó là cái bản nguyên lý, là cái mà em nhìn thấy đơn giản nhất. Ví dụ như là em chạy cái ứng dụng LLM Studio mà bữa giờ anh có giới thiệu để em chat này nọ đó. Thì khi mà em xài LLM Studio em phải download một cái file có định dạng là GGUF đúng không? Đó, thì đó em cứ tưởng tượng model nó giống như vậy đó, nó là những cái file. Và khi mà em chạy thì nó sẽ cần một cái phần mềm nào đó, có thể là một cái phần mềm trên Windows, một cái phần mềm ở trên Mac, hay là những cái ứng dụng như Lightroom của anh thì nó là những cái đoạn script ở trên server, nó gọi thông tin ra. Rồi em sẽ đưa cho nó một cái đầu vào và nó đoán cái đầu ra. Nhưng mà em gọi là khi mà em tạo ra một cái con model á, bản thân em có thể đặt tên cho nó đúng không? Em muốn đặt gì cũng được. Bình thường thôi. Thì tại vì đó là của mình. Cái con model đầu tiên á, anh đặt tên nó là gì anh còn nhớ? Anh có đặt tên cho nó nhưng mà tự nhiên anh quên mất rồi. anh có đặt nhưng mà anh quên mất rồi. Ok, khi nào nhớ thì nói lại cho em. Nhưng mà cái model đó thì anh làm việc nó đơn giản hơn, tức là nó gọi là cái model với tabular data, tức là những cái data về số liệu bình thường thôi. Thì thường những cái model đó nó không có nặng và em có thể chạy trực tiếp trên CPU rất là dễ dàng. Nhưng mà sau đó thì ở bên tinh tế thì lúc đó anh mới bắt đầu phát triển thêm một cái model là em gõ một cái đoạn văn vào, xong rồi nó sẽ tự phân loại cho em là nó sẽ được post vào cái subforum nào. Em biết cái đó, cái trò đó là tới bây giờ như là vẫn còn xài. Vẫn còn xài đó. Thì cái model đó là nó dính tới text, cho nên là nó sẽ nặng hơn một tí. Nhưng mà cái model đó thì vẫn chạy CPU được nha.
Sau đó thì tới Lightroom á thì anh chạy những cái model mà nó không thể chạy trên CPU được nữa. Tức là em chạy thì vẫn được nhưng mà nó quá chậm, nó không thể phản hồi được. Thì lúc đó bắt buộc là phải chạy trên bộ xử lý đồ họa GPU. Anh đang có một số con server chạy RTX 2080 Ti 11GB RAM. Nhưng mà sắp tới thì anh đang có dự tính chuyển qua một cái con nó xài là Nvidia A30. Nó là cái GPU mà chuyên dành cho AI và chạy trên data center luôn. Cái con server đó hiện thời đó anh đang đặt nó ở đâu? Con đó anh đang xài VNG Cloud nhưng mà anh đang cân nhắc thêm một số option ở bên FPT Cloud, Google Cloud các thứ để mà anh mua con server đó qua cho nó hợp lý. Tức là nó đang được đặt ở một cái nơi khác chứ không phải là đặt trong nhà mình hả? Em muốn để cái server đó không trong nhà. Không được, trong nhà em không đủ ổn định, mạng của em đâu ổn định rồi cúp điện rồi sao? Thì nó phải chạy. Cho nên đó là cái câu chuyện mà khi mà người ta muốn làm cái gì đó liên quan tới server thì thường sẽ có một số những cái dịch vụ cho thuê đúng không? Đúng rồi. Vậy sao anh lại không thuê luôn? Anh thuê đó, cái đó. À, còn đó là thuê đúng không? Đúng rồi. Phải là sở hữu. Đúng rồi. À, ok, hiểu. Rồi, vậy thì mình quay trở lại với cái chủ đề của cái video này ngay từ ban đầu á, là các bạn thấy là cái câu chuyện về AI, mình nãy giờ mình check coi là anh Duy Lương có thật sự rành cho các bạn không? Ok, thì hợp lý. Có vẻ là rành. Có vẻ là rành. Cho nên là... Đủ legit để mày xuất hiện trong cái video này. Đúng. Thì em đang muốn hỏi anh cái câu đầu tiên là anh nghĩ như thế nào về cái câu chuyện là ứng dụng có thật sự là xài NPU nhiều hay là không? Nói nhanh qua cho các bạn ha, thì NPU bây giờ nó xuất hiện ở trong những con CPU Intel Core Ultra mới nè, những con AMD Ryzen 8000 mới, và còn Apple Silicon thì nó xuất hiện rất lâu rồi. Trên điện thoại của các bạn cũng có NPU lâu lắm rồi ha. Thì nhiệm vụ của nó là chuyên dành cho việc xử lý trí tuệ nhân tạo. Thì như Tài hỏi là các ứng dụng hiện nay có xài NPU nhiều hay không, thì bây giờ chúng ta đang nói AI PC cho nên là mình chỉ nói trên máy tính thôi ha, điện thoại là một lĩnh vực khác. Thì hiện nay á, cái số lượng phần mềm mà thật sự dùng NPU á, nó không nhiều, tính tới thời điểm anh làm video này, tính tới thời điểm mình ngồi nói chuyện với nhau như thế này. Cái lúc mà Intel họ đưa cho anh những cái máy đầu tiên để mà anh test á, thì cái số lượng app mà xài NPU thậm chí nó còn ít hơn nữa. Lúc đó là chỉ mới có đúng nghĩa là cái Windows Studio đó, đúng, là đúng. Nó dùng NPU để mà nó xóa cái hoàn cảnh phía sau thôi. Sau đó thì Intel họ có demo một số cái về dùng Audacity. Audacity là cái phần mềm edit âm thanh á, để mà em tách cái lời và cái bài hát ra riêng với nhau. Còn lại thì đa số những cái ứng dụng khác mà em xài AI á, em có thể thử, về nhà em thử đi. Em sẽ thấy là NPU nó không có vọt lên, mà bộ xử lý đồ họa nó là cái sẽ vọt lên. Yep. Photoshop nè, Lightroom nè, Lumina Neo là một cái ứng dụng mà chính Intel họ có ghi trong những cái slide của họ luôn nha. Hay là, để anh coi, Cupcake cũng vậy, tất cả đều đẩy về GPU xử lý hết. Tức là nó sẽ đưa về bộ xử lý đồ họa. Yep. Chứ còn cái ứng dụng mà thật sự tận dụng được NPU hiện nay á, đang rất rất ít luôn. Vậy thì cũng tiếp đến là, ủa vậy thì NPU ở ngay thời điểm này nó có thật sự hữu ích không? Nó có thật sự là có tác dụng hay không, hay nó chỉ là một cái con bài để làm truyền thông của các hãng? Theo anh thì hiện nay thì nó có ý nghĩa về mặt marketing nhiều hơn. Nhưng mà trong tương lai nó sẽ phát huy hiệu quả nhiều. Tại sao? Tại vì NPU nó xuất hiện ra là để nó chạy những tác vụ được tối ưu cho AI. Nhưng mà chuyện đó là GPU cũng làm được, và thậm chí nó làm rất tốt, và nó làm mạnh mẽ hơn NPU nhiều lắm luôn. Nhưng mà vấn đề á, là NPU á, nó sẽ xử lý được những cái tác vụ đó với cái mức tiêu thụ điện rất là thấp. Đúng. GPU không thể nào bằng được hết. Cho nên á, là mặc dù cái sức mạnh của nó thì yếu hơn, nhưng mà bởi vì nó tiêu thụ điện thấp hơn, cho nên là những cái tác vụ nào mà kiểu chạy AI nhẹ nhẹ thì em đẩy cho NPU nó xử lý được. Cái nào nặng thì đẩy về bộ xử lý đồ họa. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao các bạn thấy á, Intel ha, AMD hay là kể cả Apple á, khi mà họ nói về AI á, họ không chỉ nói riêng về NPU, mà họ sẽ nói đó là một cái AI engine. Họ dùng cái chữ như vậy ha. AI engine. Qualcomm ở trên con Snapdragon X Elite của họ cũng dùng chữ đó luôn, AI engine. Tức là nó sẽ là một cái sự phối hợp giữa CPU, bộ xử lý đồ họa và cả NPU nữa. Tùy vào cái ứng dụng nó thấy là nó cần chạy tác vụ ở chỗ nào thì nó phân bố về cái chỗ đó. Ok. Đó cũng là một trong những cái sự hiểu lầm mà rất nhiều bạn hiện nay nghĩ là tất cả mọi thứ AI đẩy về NPU, không có đâu. Đa số đều chạy trong bộ xử lý đồ họa, và nó cần phải có một cái gọi là AI engine để mà nó phân bố cái tác vụ đó. Bây giờ thì đang phân bố thủ công á, developer phải làm khá là thủ công, nhưng mà sắp tới thì mọi thứ sẽ được tự động hóa. Ngon. Thì cũng nãy giờ như nãy giờ những cái anh nói á, là tất cả những cái thứ liên quan tới AI nó vẫn đang được xử lý thông qua GPU nhiều hơn, đúng không? Đúng. NPU gần như là một cái tác động rất là nhỏ. Vậy thì ở ngay thời điểm hiện tại nha, tức là em không chắc là có một cái văn bản xác thực nào của các hãng hay chưa, nhưng mà nếu như ở góc độ là anh thôi, chỉ là anh thôi, thì một cái máy tính như thế nào thì được gọi là một cái máy tính AI? Đối với quan điểm của anh á, thì một cái AI PC ha, thì nó chỉ cần có bộ xử lý đồ họa đủ mạnh và một cái VRAM
đủ tốt, không nhất thiết phải là VRAM, RAM nói chung thôi, đủ tốt và băng thông đủ nhanh để nó hỗ trợ cho cái bộ xử lý đồ họa đó. Thì nói như vậy có nghĩa là rất nhiều con laptop hiện nay em có thể xài được. Ví dụ như em có một con laptop mà chạy kiểu RTX 30 series đi, hay là 40 series đi, thì nó cũng là AI PC. Đúng. GPU đó, mấy con nó xử lý AI ở mầm mà, thậm chí mấy con GPU đó nó còn mạnh hơn mấy con mà anh đang chạy trên server của anh nữa. Anh đang xài con 2080 rồi, từ đời nào rồi. Đó. Hay là những cái máy bàn hiện nay á, nó cũng là, em cũng có thấy con nó là AI PC. Nhưng mà tại sao các hãng người ta vẫn dùng cái chữ đó cho những cái laptop mới? Thì đương nhiên rồi, hãng thì người ta phải làm về truyền thông, người ta phải làm về những cái định nghĩa mới, tạo trend mới này kia, đúng không? Rõ ràng Intel đang làm rất tốt cái trend về AI PC. Mặc dù ha, em thấy là NPU á, Intel đâu phải hãng đầu tiên. AMD năm ngoái trong cái dòng Ryzen 7040 series á, đúng, là họ đã có rồi. Chính xác. Apple là có từ đời nào luôn rồi. Còn NPU đã có từ trong những cái con chip Apple Silicon, từ cái đời mà iPhone cho tới MacBook M1 là đã có rồi. Nhưng mà không có tạo thành cái trend. Và hiện nay thì Intel đang làm cái trend AI PC nó cực kỳ tốt luôn. Có thể như là do họ gộp chung với lại chỗ của Microsoft á. Khi mà Intel cộng với Microsoft họ truyền thông chung rồi, họ đưa ra một số những cái tiêu chuẩn. Đúng. Thì nó tạo ra một cái trend như thế. Thậm chí nha, trong các cái test của em trước đó, khi mà em xài con AMD Ryzen 8700G là một cái con CPU dành cho máy bàn cực kỳ mạnh. À, anh có coi video đó của em. Con đó là một trong số những con mà hiện tại anh em rất là thích, tại vì cái performance của nó rất tốt. Của cái con iGPU á, cái con vi xử lý đồ họa bên trong cái con CPU nó rất rất là mạnh luôn. Và kéo mấy cái màn hình Full HD chơi game các kiểu là thoải mái luôn. Mà các bạn biết không, là khi mà mình test ở trên một cái hệ thống máy tính á, mà mình đã cài driver, tức là driver và BIOS là luôn luôn là cái thứ mình cập nhật đầu tiên nha. Tức là mình đảm bảo là phần mềm luôn luôn phải là phiên bản mới nhất. Thì thật ra là trong cái hệ điều hành Windows của mình á, nó không có cái NPU trong đó luôn. Tức là cái tab NPU nó không nổ lên, nó không hiện lên trên Task Manager, đúng không? Chính xác, tức là nó không có nhận được cái NPU của con AMD ở trong đấy luôn. Mặc dù con nó có NPU. Có, con nó có NPU, nhưng mà nó không nhận. Nó lên tới 16 TOPS lận ha. Cho nên là nó cũng không nhận luôn. Nhưng mà các bạn biết không, là các cái ứng dụng liên quan tới AI mà vẫn sử dụng ở trong các cái app làm đồ họa của mình vẫn chạy bình thường, thoải mái. Không vấn đề gì cả. Đúng rồi. Không? Ví dụ như là làm đẹp da, hay là tắt phông nền, hay là tự động nhận diện chữ, void text gì đấy, tất cả những cái ứng dụng của AI nó vẫn chạy một cách bình thường. Cho nên là thật ra là quan điểm của anh Luân nó cũng là quan điểm của mình. Mình cũng có một cái video dài nói về cái trò này rồi, là nếu như cái máy tính mà không có NPU thì có được gọi là PCI hay không. Thì thật ra mình nghĩ là vẫn có thể là bình thường. Miễn cái máy nó chạy được ứng dụng AI ngon là ok. Bình thường thì. Cho nên là nếu mà quan điểm là phải có NPU mới là PCI thì mình nghĩ là nó không đúng lắm. Đúng rồi. Với sẵn đây chia sẻ thêm với các bạn á, là thật ra những cái tác vụ về AI các bạn đã xài từ rất là lâu rồi. Photoshop có cái tính năng mà tự động chọn những cái đối tượng á, thì auto mask. Không, cái auto mask trước đây là chưa hẳn là AI nha. Nhưng mà cái tính năng mới gần đây, trong khoảng 2 năm trở lại đây, khi mà họ update cái bản Photoshop mới á, em có thể select, bấm cái đêm select người á, biết. Thì cái tính năng đó là cái dùng AI nè. Hay là em xài DaVinci Resolve thì nó có cái tính năng thử noise á, cũng là AI. Hay là Premiere Pro anh nhớ cũng có cái tính năng tương tự. Hay là trong Final Cut Pro, anh không biết mấy phần mềm khác có không, tại anh xài Final Cut Pro thì nó có, là cái phần mềm edit video á, thì nó sẽ tự track cái khung hình để mà nó crop lại thành video dọc cho em. Một trong số những thằng đó, mà em thấy là đang sử dụng các cái tính năng liên quan tới AI mà nhiều kinh khủng là cái thằng anh đang xài là cấp kết. Trời ơi, cấp kết là bao la luôn, tâm sát luôn. Mà các bạn biết không, là cái trò cấp kết hiện thời á, là gần như là các cái tính năng AI của nó, mình thấy là đa phần nếu như các bạn edit video trên cấp kết thì các bạn sẽ thấy là cái phần process của nó khá là lâu. Lý do là tại vì nó phải up cái file đó lên trên cloud. Ủa vậy hả? Chứ nó không có chạy local được. Rất ít tính năng chạy được local. Ví dụ như là cái tính năng, ví dụ như là nhận diện chữ á, nhận diện chữ biến thành text để auto sub á. À, tức là nhận diện giọng nói của em. Đúng rồi. Mạng là vẫn xài được. Nhưng mà rất nhiều tính năng hiện thời thì cấp kết nó đều đẩy lên cloud. Ví dụ như cái trò mà denoise, ví dụ như là cái trò mà image enhance, tức là kiểu cải thiện hình ảnh, video, rồi denoise các kiểu. Các bạn thấy nó process siêu lâu luôn, là tại vì nó phải đẩy lên trên cloud, rồi ở trên cái hệ thống gì đó nó mới xử lý được. Thì thành ra là các bạn sẽ thấy là cấp kết là một trong những thằng mà đang làm những cái tính năng AI rất 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 là nhiều. Thậm chí gần đây nó còn có cái trò rely nữa, má đỉnh vậy. Tức là một cái video em với anh quay nó màu trắng như thế này, đúng không? Em với anh có thể rely bấm một cái kịch ngay, đương nhiên nó cũng phải up lên trên kia để nó coi mình đang ngồi như thế nào, vân vân. Và nó sẽ cho anh tạo ra ba cái đèn ảo. À rồi, nhớ rồi, anh có thấy cái đó. Xanh đỏ tím vàng trên TikTok giới thiệu đèn ảo. Mà nó đánh như thật luôn nha, kiểu đúng rồi, kỳ này nọ một phần xác. Nó cho một cái đèn sâu, rồi đèn trước, rồi đèn ven các kiểu, rất là thật luôn. Và cái tính năng đó là
các bạn thấy ở trong cái khóa học về cấp kết vân vân đấy, thì người ta đang chỉ đó rất là nhiều. Thì mà ủa mà em xài cái tính năng đó nó có phải yêu cầu cấp kết pro? Có cấp kết pro. Em có đang xài cấp kết pro? Có, em có đang xài cấp kết pro. Đó, lý. Thì quá đó, lý. Đó là những cái tính năng AI đó các bạn. Và thực ra là sẽ có một số thứ nó sẽ chạy ở trên máy của các bạn, đúng không? Và một số thứ thì chạy ở trên cloud, trên server nó mới đủ sức để xử lý. Thì chúng ta đến với cái câu hỏi tiếp theo anh em muốn hỏi anh là nếu thế cái NPU ở trong cái NPU á, nó có một số những cái chỉ số tính toán mà đơn vị hiện thời đang là top đó. Thì một cái NPU mà có cái chỉ số top cao thì hiệu năng thực tế nó có cao không? Cái này mình sẽ phải nói kỹ hơn về cái chỉ số top này, người ta đo nó như thế nào. Thì với cái chỉ số top nó có nghĩa là nghìn tỷ phép tính mỗi giây, nhưng mà nếu mà em chỉ so cái số này không á, thì nó không đủ ý nghĩa. Khi mà em nói về chỉ số top á, thì em phải nói là em benchmark nó bằng cái data format nào. Data format các bạn cứ tưởng tượng là mấy cái AI model nó sẽ hỗ trợ nhiều cái data format khác nhau, nó có thể là kiểu floating point, nó giống như số thập phân vậy đó. Hay là số nguyên, thì em tính toán số nguyên lúc nào thì nó cũng sẽ nhanh hơn so với lại số thập phân, nhưng mà số thập phân thì nó chính xác hơn. Thì đa số những cái chỉ số về TOPS mà các bạn thấy hiện nay mà các hãng công bố như Intel, AMD và Apple á, là họ đang công bố chỉ số TOPS của họ và dùng cái data format là FP16. Thì hiện nay khá là nhiều những cái GPU, NPU cũng hỗ trợ rồi. Mấy con, anh nhớ là từ RTX 20 series trở lên, đúng 30 rồi. Series trở lên là có hỗ trợ cái FP16. Đúng rồi. Thì khi mà em nói cùng một cái data format về thì em sao nó hợp lý. Anh nhớ là con NPU của Intel hình như là 11 hay 14 TOPS gì đó. 11 TOPS thì phải. Con của Apple là 16 hay 18 TOPS gì đấy. Con AMD này em nói là 14, 16. AMD là 16. AMD là 16. Thì đó, thì lúc đó các bạn có thể so được những số này với nhau. Nhưng mà như Qualcomm á, vừa rồi họ mới ra con tức là họ mới cập nhật lại cái số của con Snapdragon X Elite á, cái con chip mới mà ARM cho PC á, thì họ nói là 40 mấy TOPS, là họ đo số đó trên in 4, tức là in 4 hay in 8 gì đó, tức là đo bằng số integer, là số nguyên. Cho nên là cái số đó thì không thể so sánh trực tiếp với mấy thằng kia được. Cho nên á, là cái chỉ số TOPS thì các bạn vẫn xem nó như một cái số để mà tham khảo thôi, giống như mọi chỉ số benchmark mà các hãng công bố. Khi nào mà mình chạy thực tế và mình chạy vào NPU hoặc là GPU thì lúc đó mình mới có thể so được trực tiếp với nhau. Một cái phép so mà mình nghĩ là khá là hợp lý đó là chạy cái phần mềm LLM Studio hoặc là những cái ứng dụng mà hỗ trợ các bạn chạy những cái model ngôn ngữ lớn chạy trên trực tiếp trên máy. Thì nó sẽ có một cái chỉ số tên là token trên giây, tức là cứ mỗi một giây thì cái model đó nó bắn được bao nhiêu token. Thì cái số đó càng cao tức là cái AI engine nó càng mạnh. Anh chưa nói là nó xử lý NPU hay GPU gì nha, đại khái là cái AI engine nó càng mạnh. Ok. Tại vì thật ra LLM Studio em chạy trên CPU cũng được mà. Nhưng mà lúc đó nó chỉ có 4 hay là 5 token trên giây thôi. Nhưng mà nếu em chạy trong GPU thì nó có thể lên được mười mấy, hai mấy. Hay là như anh chạy ở trong con MacBook Pro M3 Max của anh, nó lấy 40 mấy token trên giây. Đó, thì mình nghĩ cái số đó thì nó so thực tế hơn và nó cũng đúng với cái trải nghiệm bình thường luôn. Tại vì nếu như mà cái số token trên giây nó thấp quá thì các bạn phải ngồi đợi lâu hơn để mà con AI nó chat xong một cái đoạn hoặc là nó trả lời xong cái câu hỏi của các bạn. Vậy còn... thì cái khúc này, ngay cái khúc này là cái khúc mà đáng lý anh Duy Luân phải hiện một cái chart, đúng không? Một cái chart cho rank số 1, top 1 là con CPU nào, FPGA nào. Anh đã từng benchmark cái này để anh sẽ kiếm lại và nhờ các bạn editor hiện cái chart này lên. Đó, thì các bạn đang thấy được cái lúc chart đó là mình này. Sẽ so giữa con Intel Core Ultra với lại Apple M2 với M3 thì phải, anh nhớ là như vậy. Mình đã có một cái video riêng mình so tụi nó với nhau luôn rồi, thì các bạn có thể kiếm xem lại. Ok. Vậy thì quay trở lại với cái con Snapdragon X Elite nha. Em có một cái video để nói về nó, để đưa tin cho các bạn. Thì ở góc nhìn là anh đi, thì anh thấy như nào về nó? Anh có nghĩ nó là thực tế, nó là tương lai, nó là một con MacBook đang chạy Windows không? Anh thật ra anh rất kỳ vọng vào con đó nha. Anh không nói về cái chỉ số của Qualcomm mà anh kỳ vọng nó là một con chip đủ mạnh ở trong thế giới Windows để có thể cạnh tranh được với Apple Silicon. Tại vì em biết thế giới Windows hiện nay một những cái nhược điểm rất lớn là pin. Pin không ra bằng MacBook được. Đúng rồi, pin rất là chán. Thì đó, cái Snapdragon X Elite là cái mà anh hy vọng rất nhiều cho cái chuyện đó. Thật ra mấy con ARM trước đây không thiếu, nhưng mà performance nó rất là kém, và đặc biệt khi mà nó chạy mấy cái ứng dụng mà 64-bit hoặc là 32-bit mà của x86 á là tèo luôn, chạy rất chậm, và thậm chí là hồi xưa thì còn không tương thích được, nó bây giờ thì đỡ rồi. Nhưng mà đó là lý do mà tại sao á, mình nghĩ là con Snapdragon X Elite này nó sẽ là một cái thúc đẩy mới để cho các hãng laptop Windows người ta nghĩ theo một hướng khác, người ta thiết kế máy theo một cái hướng nó không giống với trước đây nữa. Và thậm chí lúc đó em sẽ thấy sẽ có những cái trò ví dụ như là
em không cắm điện nhưng mà em vẫn có full performance kiểu như vậy. Rồi người ta có thể làm được những cái máy mà fanless, tức là không có quạt tản nhiệt. Em thấy như như con MacBook Air M2 cần quạt tản nhiệt đâu. Đúng. Nhưng mà con này thì cũng cùng phân khúc với là MacBook Air M2 nhưng mà vẫn có quạt tản nhiệt, và thỉnh thoảng ha, hiếm hơn hồi xưa nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có. Lâu lâu quạt nó quay lên, quạt quay sẵn lên đó, nó vẫn có. Thì cho nên đó là lý do anh rất là hy vọng vào con X Elite là như vậy. Ok. Rồi em là em hết câu rồi đó. Giờ anh có muốn bàn thêm cái gì không? Thêm một cái nữa mà anh muốn chia sẻ với em đó, đó là về Copilot. Thì hiện nay em thấy là tất cả các hãng đều dùng Copilot là một cái ví dụ của AIPC. Đúng, nó hay quá mà, nó thông minh quá chừng luôn. Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ là các bạn cũng biết rồi, nhưng mà sẵn nhắc lại thì thật ra Windows Copilot hiện nay á, là nó không phải chạy trực tiếp trên máy của các bạn, mà nó đang chạy trên server, tức là nó đang chạy cloud. Và thật ra cái máy của các bạn lúc đó nó chỉ gọi API với lại server thôi. Và thật ra những cái máy cùi nhất hiện nay các bạn cũng có thể xài được cái tính năng đó nữa. Tại vì thực chất cái mà các bạn thấy trên màn hình là server nó xử lý rồi, cho nên là nó bắn chữ ra rồi nó hiển thị lên thôi. Còn ở trên cái phần nặng là nó nặng trên server á. Cho nên đó là lý do mà sao bây giờ rất nhiều máy, nếu mà gọi là chạy Windows Copilot thì sẽ rất nhiều máy chạy được. Nhưng mà rõ ràng là đối với Copilot đi, ví dụ như là đối với những cái phiên bản last date như thế này nè, thì nó có một số những cái tinh chỉnh dành cho cái hệ điều hành Windows á. Thì cái đó thì sao? Ví dụ nó vẫn chạy ở trên cloud on off dark mode các kiểu đó. Đúng rồi, thì thật ra là em chat cái câu của em lên đúng không? Xong rồi nó sẽ phân tích, gọi là intention analysis, tức là nó phân tích coi là thật ra thằng này muốn cái gì. Và nó phân tích cái đó trên cloud xong rồi nó đẩy lệnh về cho máy tính để xử lý thôi. Giống như là con ChatGPT 4 thì nó có mấy cái tính năng mà em up mấy cái file lên xong rồi nó phân tích này nọ xong rồi trả kết quả cho em đó, thì nó cũng giống như vậy. Tức là đa số những cái thứ đó vẫn phải chạy trên cloud. Chứ còn mấy cái mô hình ngôn ngữ lớn và nhất là những cái mô hình GPT mà OpenAI làm cho Microsoft hiện nay đang xài cho Bing này nọ đó, không thể nào chạy trên những cái máy này được. Tới cả những con ví dụ em cấm một con laptop với em cấm một con desktop đi với 2-3 cái card RTX 4090 chạy song song với nhau, chưa chắc nó cũng đã chạy được như là con GPT nữa. Tại vì con đó thì số lượng tham số nó lên tới mấy trăm tỷ, rất là lớn. Rồi nó phải chạy kiểu cluster server, mỗi con phải cả chục cái quạt đồ họa thì may ra. Vậy thì đối với người dùng á, hiện thời em nghĩ là người ta cần phải xác định rõ là cái nào là AI on device và AI on cloud, đúng không? Em nghĩ là cũng không cần phải xác định rõ lắm đâu. Tại vì thật ra đối với người dùng cuối thì em quan tâm cái đó là cái gì. Thật ra em đâu cần quan tâm nó là AI hay không đâu, đúng không? Em chỉ cần biết là nó chạy được cái đó và nó phục vụ cho em được đúng cái tính năng đó là em vui rồi. Bình thường anh chạy mấy cái tách nền Photoshop để làm mấy cái hình thâm trong YouTube của anh á, có bao giờ anh để ý nó là AI đâu. Anh biết ban đầu là đây là một cái tính năng AI thôi, mà lúc anh sử dụng anh có quan tâm nữa đâu. Tức là chỉ cần là nó có tác dụng thực, đúng rồi, và nó làm là nó giải quyết được cái nhu cầu của một cách nhanh chóng, đúng là ổn luôn. Còn cái chuyện mà nếu thế thì thật ra anh nghĩ là vẫn phải nên để ý một chút để em biết được, ví dụ như là khi nào mà không có mạng thì em xài được thôi. Thì đúng, nhưng mà một cái đó thôi. Thật ra thì như bây giờ thì em nghĩ là cái câu chuyện có mạng internet để mà làm những cái công việc đó thì nó gần như là một thứ bắt buộc. Gần như bắt buộc đúng không? Chỉ có trừ khi em lên máy bay hay gì đó. Camping ở picnic cái đó thì kiểu thường là hồi hoặc khi nó lạ quá cho nên là không nghĩa là không cần phải bàn tới. Vậy thì câu chuyện về những cái cũng có wifi nhưng mà cái đó phải tốn tiền. Không nhiều. 20 đô nguyên chuyến bay hai mấy tiếng. Là 500.000 đúng không? Rẻ mà. Ok. Ủa vậy thì tại sao chúng ta lại phải cần những cái phần cứng có cái khả năng xử lý AI chạy trên máy làm gì? Đây. Khi là cloud bây giờ ngon quá trời, server mấy ông đỡ tùm lum đúng không? Vậy thì quốc hơi đúng không? Nó sẽ có một số thứ mà người ta vẫn thích và dần dần nó sẽ đẩy về AI on device nhiều hơn ha. Thứ nhất là vấn đề về bảo mật và privacy. Lúc mà ChatGPT mới ra em thấy là có rất nhiều công ty cấm không cho nhân viên xài, tại vì lỡ mà họ submit cái thông tin nhạy cảm gì đó lên. Khi mà em chạy local em không có lo về vấn đề đó. Nhưng mà với người dùng bình thường á, thì anh nghĩ là đôi khi cái đó cũng không phải là quan tâm lắm. Cái vấn đề thứ hai này quan trọng hơn nè, tốc độ nó chắc chắn nhanh hơn cloud. Ở cùng một cái mức ở cùng một cái mức hiệu năng ha, thì chắc chắn em chạy trên máy phải nhanh hơn cloud chứ. Đúng không? Tại vì khi mà em gọi lên cloud á, thứ nhất là nó phải ảnh hưởng liên quan tới internet nè, em phải gửi lên chờ nó xử lý xong rồi nó đẩy về thì nó có độ trễ. Nhiều khi là phải đứng chờ xếp hàng cho cái ông tới trước nữa. Mấy ông mà gói pro đúng không? Có thể. Tại vì nó có ở trong, thường là trong mấy cái server mà xử lý gọi là cloud AI á, chắc chắn là nó sẽ có cái chế độ gọi là queue để nó sắp hàng cho nó đẩy vô á. Em cái queue nó càng dài thì em đợi càng lâu. Nhất là bạn miễn phí. Đó, cái thứ hai đó là cái tốc độ của em sẽ nhanh hơn rất nhiều đúng không? Và anh nghĩ cái thứ ba quan trọng hơn đó là các hãng như Microsoft
họ giảm được cái chi phí về cái phần server của họ và họ đẩy cái phần xử lý đó về trên máy của em, thì chắc chắn các hãng đều sẽ muốn như vậy. Và nó có một cái từ riêng để gọi cho cái việc mà xử lý AI không phải là trên cloud luôn, mà là chỉ sẽ chạy trên local á, mình hay gọi là local AI đúng không? Nhưng mà thật ra nó có một cái từ đã rất là lâu rồi, nó gọi là edge computing. Tức là cloud computing là em đẩy hết lên cloud em xử lý trên cloud, còn edge computing là em xử lý ở ngay trên những cái thiết bị mà em đang có ở đây. Edge có nghĩa là ở rìa đó, cloud là ở giữa, thì cái xung quanh này có nghĩa là edge. Thì những cái máy như thế này gọi là edge computing nè. Thì khi mà em đẩy tác vụ về đây thì server nó đỡ nặng gánh. Mà lúc đó thì cái quan trọng là cái cost hạ tầng, cái chi phí về hạ tầng để em chạy mấy con GPU á, nó rất là mắc. Hiện nay ha, cái chi phí hạ tầng GPU của anh chỉ chạy cho app Lightroom nhỏ nhỏ thôi nha, mấy cái tính năng đơn giản thôi đó, chỉ riêng chi phí về GPU đã là khoảng 10 triệu mấy một tháng. Là coi như là tiền thuê server mà có GPU á. Sắp tới thì nó sẽ tăng lên khoảng 11 triệu mấy, nhưng mà đổi lại thì nó mạnh hơn thì cũng ok. Nhưng mà đó vẫn là một con số rất là lớn. Mà em thấy cái scale của Lightroom mới nhỏ xíu thôi nha. Bây giờ mà những cái ứng dụng lớn hơn hay là những cái công ty lớn hơn thì sao? Đó, cho nên là dần dần á, người ta sẽ đẩy về xử lý AI ở trên local là máy tính hoặc là trên điện thoại của em. Như thế thì chủ yếu là để tiết kiệm, đỡ được cái tiền dành cho chính cái công ty đó. Anh thấy là tất cả đều win-win hết. Người dùng thì được privacy và nhanh hơn, còn công ty đó thì giảm về chi phí hạ tầng. Vậy thì cái này là không thể tránh. Cái anh nghĩ đây là một cái xu hướng mà bắt buộc thôi. Đó cũng là lý do mà tại sao á, em thấy là Intel á, họ có ghi là Next Gen GPU, Intel và Microsoft họ có nói là Next Gen CPU. Tức là những cái con chip thế hệ mới tiếp theo á, không phải là con Ultra hiện nay nha, mà là cái con kế tiếp á, thì tụi nó sẽ chạy được NPU với cái TOPS cao hơn. Anh nhớ là Intel và AMD đang nhắm tới khoảng 2 mấy, 3 mấy, 4 mấy TOPS gì đó. Tức là khi đó cái năng lực xử lý của nó sẽ gần gần bằng cái bộ xử lý đồ họa tích hợp. Nói về vụ AI. Vậy thì có một cái câu này nó hơi ngoài lề chút xíu, nó liên quan tới các cái job, các cái công việc của anh Luân đang làm. Thì theo cái góc nhìn của anh á, cái nghề nào hiện thời đang là một cái nghề rất hot? Tại vì hôm bữa em có coi là ở trên một số những cái page của nước ngoài á, nó có một cái nghề em quên cái tên rồi, nhưng mà hình như là kỹ sư làm prompt hay sao? Prompt engineering. Thì anh có nghĩ là các cái nghề liên quan tới AI sắp đến, anh có thể đưa ra một số những cái title á mà các bạn có thể bắt đầu nghiên cứu dần được không? Trước mắt thì anh chỉ thấy có mỗi cái, tức là nó rất là sát về AI ha, thì AI engineer sẽ lên ngôi vậy thôi. AI engineer gọi là được săn đón nhiều hơn, rồi người ta trả tiền nhiều hơn để người ta có AI engineer. Cũng giống như cái thời mà 2015 á, là ở Việt Nam mình là mobile app developer được săn rất là nhiều. Hiện nay thì người ta đang săn mấy ông làm data, sắp tới là người ta săn AI engineer, bây giờ bắt đầu rồi. Nhưng mà cái đó thì chỉ là những cái trend thôi, mình mà đu trend mà không khéo thì chết. Thì cái quan trọng của AI á, đó là về cơ bản nó vẫn là cái công cụ để nó giúp cho các bạn làm những cái việc tốt hơn. Cho nên là những cái vị trí như là prompt engineering á, thật ra nó không quá phổ biến đâu, và nó sẽ trở thành một cái kỹ năng mà ai cũng phải có hết. Em cũng phải có, anh cũng phải có, các bạn đi làm bình thường các bạn cũng phải có, các bạn đi làm logistics, làm marketing, ai cũng phải có cái kỹ năng prompt engineering hết. Nó giống như là em đi làm em phải biết Excel vậy đó. Thì prompt mai mốt em cũng phải trở thành một kỹ năng vậy thôi, nó không đủ chuyên biệt để tách thành một cái role riêng. Ví dụ như code kit này nó tách role riêng hợp lý, tại vì cái phần kiến thức mà em cần phải học nó nhiều quá, nó khác biệt hẳn. Còn ROM em gõ thôi mà, đâu có gì đâu. Với lại bản thân những cái model hiện tại nó càng lúc càng tốt hơn. ROM của em không cần phải quá phức tạp mà nó vẫn hiểu đúng. Đúng. Vậy thôi. Giống như con em thấy cái con Copilot á, nó tích hợp cái đôi trong đó đó. Viết tiếng Việt vẫn dịch thoải mái luôn. Tức là dịch ví dụ như vẽ cho tôi một con rồng đang bay ở trên bầu trời Việt Nam, rồi phía dưới là một con hổ ví dụ thế. Tức là viết rất là văn phong bình thường luôn á. Đúng nó rồi, rất bình thường. Rất chuẩn. Trước giờ thì cái kỹ thuật prompt duy nhất mà anh xài á, đó là nó có một cái gọi là system message để em nói là bạn là một trợ lý ảo gì đó, bạn là một trợ lý ảo chuyên về marketing, bạn là một trợ lý ảo thì cái gì đó. Cái lúc mà tạo con bot giống như trong cái phần mềm Coase AI đúng không? Coase AI cũng có, hay là ở trên ChatGPT cũng có. Bing thì anh không xài nhiều bằng cho nên anh không biết, nhưng mà ChatGPT có cái chỗ để em set up cái đó. Thì anh thấy đó là cái kỹ thuật duy nhất mà anh cần xài cho prompt, còn lại thì tất cả đều nó rất là tự nhiên, giống như là mình nói, mình suy nghĩ bình thường sao thì vậy thôi. Tại vì tất cả những cái bản chất của cái việc này á, nó gọi là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Natural Language Processing á, NLP á, thì em cứ nói như bình thường. Ok. Rồi, thôi em nghĩ là chắc cũng ok rồi đó. Ok. Ồ, cái video này chắc là một những cái video dài nhất mà anh từng up lên cái kênh. Nhưng mà mình hy vọng là qua cái video này thì các bạn hiểu rõ được hơn là AI PC thực ra là cái gì, mình xài nó như thế nào, nó ảnh hưởng tới mình như thế nào, và cái xu hướng tương lai về chuyện chạy AI ở trên máy local, ta chạy trên cái máy tính của các bạn nó sẽ là làm sao. Tài đã tham gia video khoan chưa em vẫn chưa em đang muốn là anh
anh có thể sum lại hết nguyên cái video này bằng một cái đoạn gãy gọn. Bạn em có thể đang ra lệnh cho một con AI để summarize lại đúng không? Ok. Trong cái video này thì Duy Luân và Tài Phèn đã nói về những vấn đề sau. Thứ nhất là ban đầu là Tài xác thực coi là Duy Luân có thực sự làm về những cái thứ liên quan tới AI để mà lên chém gió hay không. Nhưng mà khúc này clear rõ một chút nha. Mình chỉ là người tận dụng những cái phần AI có sẵn thôi. Chứ anh không gọi anh là AI engineer. Anh không biết, anh không đủ trình để làm cái việc đó. Em hiểu. Anh chỉ tận dụng mấy cái có sẵn thôi. Rồi anh đưa nó lên thực tế thôi. Rồi cái thứ hai mà bọn mình trao đổi với nhau đó là NPU hiện nay thì vẫn chưa được sử dụng quá nhiều, mà chủ yếu những cái tác vụ về AI mà các bạn thấy trên máy tính của các bạn đa số nó sẽ là được xử lý bởi bộ xử lý đồ họa. Có thể là bộ xử lý đồ họa tích hợp hay là bộ xử lý đồ họa rời gì đó, nhưng nói chung nó là bộ xử lý đồ họa. Tiếp là bộ xử lý đồ họa rời chạy AI mạnh hơn rất nhiều so với lại mấy con tích hợp nha. Rồi cái thứ ba mà bọn mình nói với nhau đó là NPU có bắt buộc NPU có bắt buộc để gọi là AI PC hay không, thì câu trả lời là không. Tại vì như mình nói đó, bộ xử lý đồ họa hiện nay nó vẫn đang rất mạnh và nó xử lý cái chuyện đó rất tốt. Và đa số những cái tác vụ AI thì nó không có kéo dài, cho nên là thà là anh hao chút điện để mà anh xử lý nó nhanh, còn hơn là anh cứ kéo dài nó mà anh rề ra. Cho nên là GPU hiện nay anh thấy vẫn là một cái tạm gọi NPU rất là mạnh đi. Rồi Snapdragon X Elite. Bản thân anh thì đang khá là mong chờ con Snapdragon X Elite. Tại vì thứ nhất là mấy vụ AI không nói rồi. Thứ hai là hy vọng là nó sẽ cải thiện được cái thời gian dùng pin của thị trường Windows nói chung, và nhất là mấy con laptop mỏng nhẹ. Tiếp đến là cái tương lai của PC sắp đến thì khả năng cao là vẫn sẽ phải cần có tích hợp cái AI vào trong cái vi xử lý. Đúng rồi, là nó tích hợp bằng cách nào đấy, NPU nó mạnh hơn hay gì đấy, thì nó gọi là Edge Computing, và đó là xu hướng mà tất cả các hãng đều đang cố gắng làm. Apple cũng vậy, mới cách đây mấy mấy hôm mới có cái tin mà con Apple M4 là focus on AI đó. Rồi Intel thì rõ ràng rồi, AMD và Qualcomm thì cũng rõ ràng tất cả định hướng đó rồi. Ok, đó thì đó là tất cả những cái mà bọn mình đang muốn truyền tải và chia sẻ với các bạn. Hy vọng là chủ đề này nó sẽ tương đối thú vị để anh em mình có thể tiếp tục trò chuyện với nhau trong một số những cái video gì đó khác. Rồi, vậy ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.